nó bọt lục miền sầm mòn có cá cái cây nó cứ chuyên bị đám đó chọc nó lư tập văn đông bao bồn hơi trong buồn nè mà cảnh chọc tôi cứ nì dây đôi sạch xì nè mà đong na cứ lư sô ta rương xong bằng xin chết xong bằng xin chết đại xe nụ chết đại xe nụ chọc dây mà đong na lư tập văn đông đôi bọt trong riêng có cá cái cây đông dân bao bồn mà bởi dương priệp thiếp đó mà miền opera này chênh mà đo na cứ tha mình đã clip mùi na ắt lư bịa tha xăm răng si để opera này mà ta tập bay này liền mà xong mà chia sai bao con thằng anh ấy xong pra nè bịa khla nè nguồn khla mà vừa ra xong bay tập pre nè về sân đó có miền đó có lạ thế sạ tiên chân u bánh ta chu chu đây mà chẳng thằng anh ấy khi xong tăng luôn thưa cái lái nâng mình tích bằng phôn xong ăn chia sai và vừa ra nè phụ và ma nè nâng ba đà ốc lộc sòng cung Facebook bằng phon mặt tệ và chia chung và chia chun ta là chung mình bị phục lộc ở hai bằng phôn nè cứ opera đá mà ở trên clip mà đòn na lư ta xăm rèn xin che xăm rèn xin cho đôi bọt trong riêng co cả kệ kệ mà hãy ốc rạch đó cứ tha sa ta pua này là nguồn thế trẻ bỏ bộ tại anh luôn chia cái hào tha self proclaim historian lực tổng can luôn ta ai cái tế nẹ bỏ bọt xa mùi đòn mặt đòn cái hào tha đòn mặt đòn nè cái cha mê pư nè khi nhóm đạng nghe tha nó nhóm xong prao pi a mà nè à là ong thu lý krau prao bát xong đại xì nụ rồi mà nè nâng chết ta chê xong đại xì nụ bê mà chân khi nhóm bà ca hào quạt đó đạng nghe quạt thả là ong thu lý krau prao bát xong đại xì nụ chờ đâm bây ở quạt bình chất tích của quạt dây mà đòn nam mơ nè dây mà đòn nà con dây tập pi xong đại xì nụ à lâu mà đó pra mạc sát cứ nè, prema sát xe hàm ni tiết à, nè, quật dây mà đong na co ca cái cứ ắt đại cái phật ruột bị ca chế ở đây và tu lư prema sát mà nâng sát xe mùi tiết bạc xua ở đây mà chẳng khiêm đạt nè mà nè cái hao thá nè nghe opera đạt chẳng khiêm đạt nghe yêu công sư ní cái hao thá long thu lý và bạc xe nụ chờ mà mà hãy nâng miên ta mùi tiết ta nè ta mê bư bà nó hào quả ta mê bư chứ mà cứ ta mọ hơn mùi tiết mà nâng cọng bản đánh nâng ơi bà mà nẹ nâng mà ta mọ hơn nó bà ta bà vọt bị đám kê hào ta thể hiện dân ni đó mà nó kê đăng bà vọt quát thể hiện cho non lộn luôn non quát thơ thể hiện dân ni đi bộ hào ta construction tàu thơ tia sầm bay nhây aoi của thể hiện đại căn là vốn năng sanh nở hãy quạt một tăng luôn tha quạt năng thọp làm vay và hà lơ giờ mau phun tay cái đăng của quạt quạt chia thể hiện gì giờ mà hãy ngày muốn năng phổ man pi về khai muốn quạt căn sập hầu muôi sập hầu đã sập hầu thể hiện là kèng năng quạt tha bờ này nam miến quạt tinh hiện tinh pi kê pi pon là quạt tăng luôn tham miên là quạt tì nó đã miên đã thọp thư thể hiện thanh thông mà là kèng ao sập hầu năng khi em order sập hầu nâng nâu ebay ta đọc real chiên sập hầu đôi khi hãy khi em đặt nâng Facebook nhầm xua ta lúc ta chẳng tình thế này khi em miên sập hầu nâng ngạc truyệp ọt hiến mà nâng sạc ta nẹ tăng luôn đấy bọn phôn mà sạc ta nẹ tăng luôn thế chè bọn phôn nè hơi mà chạc cao nâng sạc nẹ tăng luôn thế chè chanh mà ọ sạc ta lực nè chẳng uốt tầm càng luôn ai bệnh ọt miên ca yên khám hai hay bà tha lực tầm càng khuôn anh trong lực tầm càng khuôn anh nhưng mà ấy thế con tay lực tầm càng khuôn anh hãy quay nhẹ xa chia tờ tiên anh ấy kia chưa cùng học thùng bà tâm tài quan lực tầm càng khuôn anh khi nhóm mình sâu và càng tố ô tầm nào ấy thế nó rùa thòm mà đa mà nụ khá trong bàn mục mọt ấy vì mình mên cầm học thế còn trong bàn mục mọt con tay lực tầm càng khuôn anh hãy quay nhẹ xa chia tiệt quay lúc xong xì quay xong nay xì nụ quay cục kia được không tăng luôn anh sẽ tập nặng này nó sẽ cầm xa thiền nặng ruột mà cầm xa thiền nặng ruột khi nhom ọt đâu bạ na tê tranh máu sẽ tập ọt này ọt đâu bạ đi nhé cái uất thật luôn sẽ tập
អ្នកឯករាជ្យនយោបាយអត់យកខ្មែរណាជាស្ត្រូវទេអត់នៅក្នុងបកណាទេបាទហើយបើអត់នៅក្នុងបកណាទៅជួយស្រុកខ្មែរមិនកើតខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាចំណុចហ្នឹងឥឡូវបើអត់មាននៅក្នុងបកណាទេទៅប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនទៅវាយយួនមិនកើតបើអត់មាននៅក្នុងបកណាទៅប្រើជាតិមិនកើតអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ដែលតាំងខ្លួនថាអត់នៅក្នុងបកណាទេចេញមកគាត់ស្រែកច្រៀងកកាកិច្ចការបានរង្វាន់ ស្រែកច្រៀងកកាកិច្ចការបានរង្វាន់ងល់ថ្ងៃកកាកិច្ចការឲ្យតដេកណាដេកទៅភ្ញាក់ព្រឹកឡើងហ្នឹងមុនទៅធ្វើការកកាកិច្ចការទៀតធ្វើការឲ្យល្ងាចឡើងកកាកិច្ចការទៀតបានតែប៉ុណ្្នឹងអត់បានអីទេបណាក៏អត់មានចូលទៅប្រឡូកសង្គមណាក៏អត់មានបាទហើយនិយាយមកតាំងខ្លួនថាខ្ញុំអ្នកពិភាក្សាឯករាជ្យពួកគណៈបពាជិជនគេហៅថាអ្នកពិភាក្សាឯករាជ្យហ្នឹងតា ពួកឯករាជ្យមានន័យថាខាងណាក៏វាយខាងណាក៏វាយអញ្ចឹងបើវាយខាងសង្គ្រោះជាតិមកតបងវាយខាងប្រជាជនមកតបងទៅគឺថាទីបញ្ចប់គឺវានៅស្មើគ្នាត្រុតស្មើគ្នាបើអត់វាយទេវានៅស្មើគ្នាដូច្នេះអ្នកឯករាជ្យហ្នឹងគឺវាផ្ដល់អំណោយផលឲ្យគណៈបពាជិជនជាងអំណោយផលឲ្យគណៈបសង្គ្រោះជាតិបាទសូមបងប្អូនជឿពួកឯករាជ្យវាយតែទាំងអស់វាយចុះវាយឡើងគឺនៅតែដដែលហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងទៅ អ្នកដែលតាំងខ្លួនឯករាជ្យគឺណាទីមួយអ្នកនឹងនៅខ្លាចរអាគណៈបកប្រជាជននៅឡើយប្រហែលជាចង់នៅជន់ជើងនៅស្រុកខ្មែរធ្វើនយោបាយអីអីអ្វីមួយបាននៅតាំងខ្លួនថាខ្លួនឯងឯករាជ្យបាទសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយទៅមានគម្រោងការអីចូលទៅស្រុកខ្មែរទៅធ្វើនយោបាយកុំឲ្យខាងគណៈបកប្រជាជនយកលេសថាពួកអ្នកឯងពួកសង្គ្រោះជាតិកុំចូលស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងពួកអ្នកតាំងខ្លួនថា ខ្លួនឯងនេះឯករាជ្យហ្នឹងគឺមានបំណងអ្វីមួយហ៎បាទណាសត្វពួកជើងមួយជាន់ទុពីរអ្នកខ្លះនៅខ្លាចរអាគណៈបកប្រជាជននៅឡើយហ៎បាទអញ្ចឹងបើសិនតែអញ្ចឹងដែរចេញមកនិយាយនាំឲ្យគេថ្កោលទោសនាំឲ្យគេស្អប់ឲ្យគេមានមន្ទិលសង្ស័យទៅអីបងប្អូនបាទបាទអ្នកខ្លះទៅគិតថា freedom of speech ពួកខ្ញុំមានសេរីភាពចង់និយាយវាយលោកសំស៊ីក៏បានវាយលោកហ៊ុនសែនក៏បាន Y LDP ក៏បានសត្វតាគេហៅថាបើគិតរបៀបហ្នឹងគឺគិតខុសបាទគឺគិតខុសបងប្អូនអ្នកដែលថាខ្ញុំមានគេហៅថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីខ្ញុំយល់ស្របនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីចុះអ្នកនៅស្រុកខ្មែរ ដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងដែលមានដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានសិទ្ធិនិយាយស្តីឥឡូវគេមកអោយនិយាយស្តីគេបិទមាត់អីហើយអស់លោកដែលមានសិទ្ធិនិយាយស្តីនៅបរទេសមិនជួយនិយាយជួយធ្វើជាមាត់ឲ្យពួកគាត់ដែលគេកំពុងបិទមាត់បែរទៅថាខ្ញុំមានសិទ្ធិសេរីសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីវាយលោកសំស៊ីប៉ប៉ដែលលោកសំស៊ីនិងក្រុមសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យជន់ដែលត្រូវគេបិទមាត
trong bò tê cao tôi vặt thằng bà mai tử anh chắc tha ca kết nữa ta dân chim mà nu chết rồi con mà nu kia hao tha mà nu là muốn thôi chạy mà ngay lúc trong trong dây trong bò còn trong sông đa tua này ti ca tích bò bò còn sông mặt chia sai mà chun ca mà nu dân trâu ca ca priên bắt đào với khang chắc là mà đập bay dây ở phía lực cầm ao tha nè tranh mộng dây ở miền nam dây trong tao chắc ta nuốt uất an chắc thành dây là hốt bò còn mà chẳng à xong mà xìa sai mà à khơi bỏ ôn mê cả comment bằng tích chẳng khi em scroll mới comment comment tích sân bỏ ôn mà à xong mà nó cửa khi em này dây ní mình mến à ta thà nè 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 vay tầm lai mà nuốt tế mình mến ta sắp nè lửa ngôn nè ọt miền tầm rai mà chia tế bỏ ôn xong xong mà xìa sai mà sau mà xì xài quan tháp bờ dương mình cao tháp bờ dương ạ vị chia bị ạ vị chia mình bị ạ cọ thì lúng ngúng có mình bị ạ cọ đây mà mình miên trong này có mình chia bị mơ ghi mình miên chia bị để làm mơ tháo mơ nghi để bà xăm chia dương ọt miên tầm rẽ dương ở school nó ti luôn dương công ao tăng luôn thôi nè chơi hai tranh mọc bom phun mặt tệ chia chun mọc dây bom pol rừng cung mà
nâng cứ thả à nâng hãy đặt thua ở cái mơ nghỉ bắn tay bờ dương nè ăn miên tầm rai hủy chia dương bật mọt rư mùi của dương sọ xa kê đà nẹ kê cầm bung thua ca chui bà tê chết kê áo tầm lai tầm vinh tê nè dương tự quam trô kê nè kê sọ xa kê tháo mơ quát nó khơi ăn miên tầm rai hủy chia ấy phóng tay quát miên chất xoa hát quát khám chui trôm trình miên mà cạn mà xem quát tờ chui bạc nè chui nẹ xa hà chịt kê sọ xa kê à nất tay bờ dương là ngung thua che tao này dây bằng bạc kê bằng bạc anh chẳng à nâng kê mơ nghi chẳng là rương ca kê mơ nghi nó mình mến mơ nghi lưu mặt hiệp dương để mơ nghi nó là cặp kệ ra ẩm pơ đại dương thừa kê mơ nghi nâng bao phôn kê mơ nghi à rương à ẩm pơ đại dương thừa rằng mà sunny quân bà ốp rạch đá này dây đam đam xem đòi blog xem hơi này dễ đam xem hơi miền phụ sĩ phi nở Wellington cái xua rốt một xem mà ông phải đã quát mà ta nhóm xong chấm riết bom ổn nè na prapi ạ sở ru tự xem blog văn tác bảo bà trang xem xem ắt blog ấy này dễ bị miền sa là thua nè này dễ đây nè miền sa chi và thua tôi phải trang xem có xem ắt blog ấy bộ CVP, LDP cái đó khi mình block ấy, tại bảo Prapi Asal thua từ khi mình block, còn một tay ông phải đã khóc kì, nè đội lục Sunny Kong này vậy chăng, riêng còn là xua chọn cái quạt riêng còn bạn Prapi Asal thế, còn là xua đánh đau trong láng là biết cứ thà quạt quạt chào tầm rách quạt block thì chào mà, quạt block thì chào là nâng ca khóc nia mà. À xua đây bồn lòng mà ôn sơ lãnh bóng chính chọc xua đây James Up is a turtle from other planet Earth miên kê này dây thà mục ngọt cối quạt đội alien mà chim khơi kê này dây hình chăng mà xua sợi chạy ra môn nâng thuê cá ọt xóm tê bà nè chăng mên nè nè khá môn thuê cá chanh mau co ca cây cây tầng prực bà thuê cá hay co ca cây cây tầng prực cứ tha chăm đôi chăm dành đà bọt co ca cây cây nâng chuyên tăng vị đám đó chóp nâu lư co ca cây cây tư ọt vui tất đó là à khao tha à nè à lo hoi nó rono mo ấy ắt tao đó lấy nào ta thử mà co ca cái cây pua mazari open operan đã mazari à long thu ly crown của bạn sầm đại xin đó khi em hao a đó chụp cuộc bọc quần mình đang sầm ăn chia sai mà khi mình trang prapi đang vận tải pi a đang miên đi thắc khi em ăn ao tầm lại khi em ăn prapi ạ sử dụng hơi khang khi em đang cứ chụp pua mê pư yên cầm sừng bà phố chê điêu dùm đại xe nụ khăn phê dân tức khi nhóm ôi nó đặt nghe quạt trong lòng thu lý và bạc xe nụ quạt đói mà phố quạt mà clip na cứ nâu ta co ca kệ cây ở rừng dùm đại xe nụ ớt chọc mà chân chôm đặt nghe quạt chẳng mà xuống đây y mà cá ớt thuân miên cầm nọt bà trom lên bàn hãy đặt vinh tay mùi bà ô quân bà thằng ấy đi xem xong à thưa cả lại nhà cả lại cho sạc ra với nó tin thân mong manh ta chu chuộng tích mà ok phôn long à nâng cái hào thá nè à chết thơ phơ mà tại khi ông mà chụp bước xem cái hào thá buồn nè lưng ngôn thua chết mà bản chẳng khi ông còn tại à lấy khi ông chẳng gì ông pi nè cà rạ này mà nuôi sát miền hà sập cà rạ nó bao phốn nhưng 300 gì cà rạ này mà nuôi à bị chia đi còn thà bởi dân đang cà rạ này mà nuôi sát việc tôi nghĩa pi cà rạ này mà nuôi để thà nè là ngừng còn một tay hà sập cà rạ nó khi ông mình chẳng gì trong ở thì khi ông còn tận gì à cà rạ này nè mà nuôi miên vị chia này mà nuôi để che đắng hạt nè ạc lấy trong nội sầm khăn và
cứ thà cái lái sông khắn nẹt che mà ní lấy đọc một bài nẹt che cứ ai ní dây thôi ói mà nút đặt tay yul mà nâng nẹt che tay nẹt là ngưỡng cứ tha mình ai miên giảm mặt tiếp ní dây ói nẹt đặt tay yul ấy cứ cào tập pi tập pe kê ắt yul nó đọc ní dây phải yul kê kê ắt yul đào dương ắt miên giảm mặt tập tiếp phải yul kê tăng prau pi asuruha chèn mò a mưng che kê đào mặt đai che kê sát ta nè chế à dễ hay dễ trai phết nâng cứ chế à ca ra nấy mà nuôi ngon à dân khơi nhá này cái chặt và man nè nâng mà nè chế à chụp với phu khuôn ăn miên sao mà ta phết persuade này dễ bình dồn cái ao dồn chẳng đào pel đào là cái lạ cái sạn nâng quật đào cái hai phu cái ao dồn cái ao sọp chẳng quật prau pi asru mà hỡi nè anh ấy lấy ti mà pay bạn nè che đăng cứ cái đăng rồi biết cái đăng cả lại thì sạn nơi ca sầm lại chật nè cả lại sạn nơi ca sầm lại chật miền nam mình một ti ho lâu nữa bạch này vô bay bạch cho bạn nè cứ cái yul cái sầm lại chật tha tự đau đây cái bạch trắng cứ rót tha bị bao mà cả nã bạ bị di chuyển tôi thầm miền ca bay bạn kia rồi viên sừng cua chiết cả đảo có cái tổng lẽ anh ấy thói chiến cả nơi dòng khán nơi ca và trang đạp bạp chỉ chuẩn nâng cư trên nẹ trẻ kê dô tư đáng kê chê xâm rạch chất tha lấy na dòng khán chiến tay nế á với chía quay ta khní anh rương hôn sáng đọt vai sọ hả nâng chông con ta đã priếp thiếp ở bò bồn dồn à cái lấy như đi quân đâm bây giờ tha bản á vì miên dương thấu tầm miên bản tay cũng áo chê ta có ca kệ cây mà ngay na có xăm xí phực lang xăm xí lưng nghĩ lang xăm xí mà bực lang sầm đại si nụ lưng nghĩ lang sầm đại si nụ nhẹ na này dây quá là lơ côn sầm bật sầm đại si nụ tích chê kê thay yun kliem mà anh nâng hay à ca rạ này mà nụ lồng ngùng mà kê tha nhẹ chết cứ kê ha open mà nhẹ đại miên trong này phải chia kê kê miên chất tù lùng tù lì mà kê kê chết yul kê chết nè Obama thằng này che cái đăng thằng này nuôi này dây nâng máu khóc ở đau bàn tay cái ai tờ tua squal nâng ca khoai cũng nứt kia miền này ta agree to disagree miền này ta dân vô so thà cái miền vô bao khoai nhiều mùa dường tay bản này là ngôn vinh cứ thà nia rô màn chất trọng yên mà ta kê mình tám kê khăm ăn là hốt kê nâng này này khó bắt chết kê nâng dùn là tăng ốc mà nè che cứ tham miên xàm ăn tập hiếp to su ọt ruột và việc tôi nâng nè là ngon ăn miên nó ăn miên được cả ta cà phê em ọt ruột đi mà chẳng bàn nè là ngon mà cho nuốt tai anh tẻ nỉ dây ta xăm si thôi cá mà phơi xăm sập chân ọt bàn ấy nâu đài à nâng cứ chia cà rạ này phụ mà nuốt là ngon ạ chi ắt yul tha nâu à quay cái hào tha sạch đầy phì yếm à quay nâu sạch đầy nền nền cà to sùng bò bồn nè anh ấy quan kiếm lướt chúng nói clack clack và vừa nè đập bay ở bò bồn yul mà tha ta sùng cung dướng nè bụi lồng ngung thôi che nè quyền miên ha nè phê đo và tay chia khơi nhé cứ chăng nè nom cứ đi chăng mong pol sùng cung nè để lúc xăm si thân nạn đựng nom sống cứu chiết sen chiết kể chia yếm thơ kể ắt bỏ băng trao tu kể thơ mình ban sầm rạch đập chấm kể bàn to tao đập pram chấm đập pram chấm ắt ban sầm rạch kể bàn to tao mà phải chấm kể ắt bỏ băng trao thì nó endurance and preservation và thơ tao là hốt tai nè là ngóng tranh móc quay và ha thơ bàn năng ắt ban là mồm chốt với chốt tranh tư nó hôn sai quật căn mà nát chết xám sập năm mình từ ri quân tới nè chọc tranh tư thư vô bài phần năng là môn chốt hay mà mình đấy mà quay ra nè phía dưới mọi miền ca phát đồ đồ mình mà an educated
person has the flexibility to admit when they are wrong. អ្នកឆ្លាតអ្នកចេះណាគឺគេមានគេហៅថា flexibility flexibility នឹងការផ្លាស់ប្ដូរណាការទុនទេយកទៅវិញទៅមកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំមិនសូវចេះបកប្រែពាក្យហ្នឹងសម្រាប់ជាខ្សែ flexibility ណាគឺថាមានន័យថាបើគេធ្វើខុសគេអាចនិយាយថាសុំទោសណាបើយើងដឹងខ្លួនយើងខុសយើងនិយាយសុំទោសទៅវាចប់យើងរៀនពីគេយើងដឹងគេនិយាយត្រូវយើងរៀនពីគេមកវិញបាទអាហ្នឹងគឺជាអាការៈនៃមនុស្សឆ្លាតមនុស្សចេះតែបើពួកល្ងង់គឺថាល្ងង់ឲ្យផ្កាប់មុខក៏អត់ស្ដាប់ណាទេគឺថាបើបានស្អប់លោកសំស៊ីអត់ណាអត់អត់ទទួលកំហុសឯទោះដឹងតែថ្ងៃក្រោយដឹងតែខ្លួនឯងខុសលោកសំស៊ីដើរត្រូវក៏អត់ទេនៅតែជេរលោកសំស៊ីរហូតបាទអត់ចេះកែណាបើថាបានកាប់មុខក៏អត់ចេះរកវិធីសាសនាទៅរកផ្លូវត្រូវហើយដើម្បីឲ្យងើបឈរវិញដើរត្រង់គេអត់ទេគឺនៅកាប់មុខរហូតបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាឧទាហរណ៍ដូចថាពួកដែលគេហៅថាពួកទាហានគេចេះដើរព្រៃទោះគេដើរវែងក៏គេអាចរកវិធីសាស្ត្រដើរចេញពីព្រៃនឹងបានដែរព្រោះគេហាត់រៀនគេដឹងដើមឈើដែលប្រឈមនៅទិសខាងលិចគឺភាគច្រើនគឺវាមានស្លែដើមឈើដែលផ្នែកឈើសបកឈើដែលប្រឈមទៅទិសខាងកើតភាគច្រើនវាអត់មានស្លែប្រមាណទេព្រោះវាក្តៅភាគច្រើនវាចាំងថ្ងៃច្រើនតែអាសំបកឈើដែលប្រឈមនៅទិសខាងលិចភាគច្រើនវាមានស្លែណាគេហាត់រៀនអាវិធីអញ្ចឹងគេដឹងទិសបាត់ឯគាត់ស្ទាបមើលដើមឈើគេដឹងគេអាចសន្និដ្ឋានថាអូទិសខាងនោះខាងលិចខាងនេះខាងកើតអានឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកទៅហ៊ានអ្នកដើរព្រៃគេអាចទោះគេវែងក៏គេអាចរកផ្លូវចេញពីព្រៃនឹងបានដែរតែបើអ្នកដែលកន្លងងងប្រៀបដូចអ្នកអត់ចេះវិធីសាស្ត្រក្នុងព្រៃអញ្ចឹងតាមវែងក្នុងព្រៃវិញរហូតដល់ដាច់ទឹកដាច់បាយស្លាប់បណ្ដោយបាទអានឹងឧទាហរណ៍ដូចពួកផ្កាប់មុខពួកល្ងងអញ្ចឹងបើបានស្អប់លោកសំស៊ីមិនព្រមចេះស្រាវជ្រាវតាមដានទេថាតើយើងស្អប់លោកសំស៊ីហ្នឹងណាស្អប់រឿងអ្វីមួយថាឧទាហរណ៍ថាស្អប់រឿង50+1ប្រឆាំងគាត់រឿង50+1យើងស្រាវជ្រាវមើលតើ50+1ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចស្អប់គាត់អារឿងដកពាក្យបណ្ដឹងណែហ៊ុនសែននៅតុលាការទីក្រុងញូវយ៉កមិនបានលោកសំស៊ីគាត់ទម្លាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងវិញតាមដាននៅកន្លែងនឹងសិនបាទឲ្យច្បាស់សិនណាពេលដែលយើងដឹងច្បាស់ទើបយើងរកផ្លូវដកសេចក្តីស្អប់ចេញពីក្នុងខ្លួនយើងបានយើងអាចគ្រប់គ្រងលោកសំស៊ីវិញតែបើយើងស្ដាប់គេហើយយើងស្អប់គាត់ហើយយើងអត់គេហៅថា find the truth យើងអត់រកការពិតទេតើយើងស្អប់នឹងត្រូវអត់ស្អប់នឹងខុសអត់យើងអត់មានវិធីរកការពិតយើងនៅតែស្អប់គាត់រហូតចឹងបាទបាទអានឹងគាត់ថាចំណុចសំខាន់ខ្លះដែលខ្ញុំចង់និយាយបាទប៉ិនវាមាន50ណាដែលអាការៈ50នៃមនុស្សឆ្លាតអាការៈ50នៃមនុស្សល្ងង់អវិជ្ជាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែអាការៈណាសំខាន់មកនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបំបែកាមេរ៉ាយុគនេះចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ណាអាល្អងធូលីក្រោមប្របាទសេនុហ្នឹងណាការវិភាគម្នាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនបងប្អូនយើងនឹងវិភាគសម្ដីម្នាក់ហ្នឹងជាមួយគ្នាបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូន refer ណាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូន refer ពាក្យថាអាឡងធូលីក្រោមប្របាទណាសម្ដេចសីហនុតោះ refer ពាក្យហ្នឹងទៅដាក់លើអៀកំស្រេងបាទណាដើម្បីឲ្យអៀកំស្រេងហ្នឹងស្គាល់រសជាតិនៃការប្រមាថណាប្រមាថស្ដេចវិញបាទណាខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងសម្ដេចសីហនុទេបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនជាប់សាច់ញាតិហើយមិនមែនកាន់ជើងខ្ញុំមិនមែនអ្នករាជានិយមទេគាត់ថាវា too much មានន័យថាអៀកំស្រេងហ្នឹងគឺថាម្ដងណាវាយសម្ដេចសីហនុសម្ដេចសីហនុមានកលែងខុសកលែងត្រូវយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងអស់មានគុណសម្បត្តិមានគុណវិបត្តិអ្នកណាក៏មានដូចតែគ្នាណាគាត់ថាអៀកំស្រេងហ្នឹងគឺថាវាយ
quay lúc xong xí chọp cho mùi xong đạch xì nụ chọp nia tao đập bay chui cả nạp bạc và chi chuôn đập bay chui dùn yên cũng xây nâng chú mua cái hào thác kê sqoa chú mua thập bang làng mình mến mà phúc mà đai mến khám ai đấy cứ thác nó bà tam chung lưu móc cái thác phúc mà đai dùn sọt mà nó chanh bì dùn hay dương mơ múc mớ bóng phôn ta múc khám ai ọt hay tích tiết bóng phôn nâng mơ chung chạc clip nhóm đang chạy clip ở bóng phố sẽ đập dương đừng vô cho bà hơi thà ở quay để yên cầm xin phương sắp ngay cứ cầm phương tại đa sọp phía cho mũi cả nạn bạc chi chuẩn đa sọp phía cho mũi lúc hôn sàn à lâu yên cầm xin cháu nè à clip đẹp cho mong chạy nâng cứ kì miên ca là dòng phía yên cầm xin nhá dòng phía thà nạ dòng lạp lục kèm lầy yên cầm xin bật tố hồ rợ nè chào thà Radio Free Asia nâng đã bản đá lối chìa bản đá lối lục kèm lấy sạp ní cứ chìa sọp tao nâng bìa xong đấy lục hôn sáng chào lục chuồn chăn bột mà ý cầm sinh vay bà hà cho nà sân khu chiết đô chìa hôn sáng vay bà hà cho nà sân khu chiết ý cầm sinh chào thà ca đã tuần à căm xê tật cách tao lưu bà tê khám ai nâng thua ai tạp chìa chuồn khám ai sạp ấy về tờ ní đi sọp nâng bị hôn sáng đèo này dây đôi khỉ này dây bông phong phong chi chôn nộp tế khám ai nâng yê khám sinh bởi dân sát đạp ở chỗ bạc yê khám sinh đại hào hôn sáng à hôn sáng đi tay hào xong đại xí nụ à hào lục xong xí à yun tay hôn sáng ở đại hào à đi bông phong sát đạp ở chỗ bạc yê khám sinh cứ cha ra cách xì vi phí yê khám sinh cứ chỉ yun mà anh chung dây xong chun bông phong khăn bản đàn ổn trạng bản đàn chẳng ọc ao vô cho bà mà chắc chắn là chắc clip này nẹt na đây quan tru y cầm sến nhẹ luôn là bà sân đây quan tru y cầm sến lực y cầm sến đô chia kru bạc chia chuyện nhẹ chết đắng nẹt ai bật chia lồng ngung cloud men tên mà nó bật chia lồng ngung giúp ách mà thưa chuyện núm mà giúp nó giúp bồn la mọc thưa nó mọc đạc luôn này mà sau mặt chia sai mà chắc chắn nâng chạy clip mà đi chút mong phố sẽ đập mà khi em xong mơ là comment mong phố bọn tích mà muốn nâng khi em đặt là clip nâng mà nên là rí quân lô xăm xí riêng rõ thay cư nè nước quam trâu bộ CPP bạc bất bạc gọt lưu bù mà ta chêm sốc năng yên cầm sến cứ chanh mong bùm tài mùi chùm niên kháng chê mà trăm trâu bong rẽ xa đàm mà nhưng cái thà bị ẩm rí căng cái hào thà thing in common à ca rạc đôi khỉ yên cầm sến chêm sốc mọc hơn cứ miên common trade, common thing đôi khi này cứ miên đây thà ọt quam trô lục xàm xì, vay phá lục xàm xì phụ bay nẹ nâng đôi khi này tì bì tới phụ bay nẹ nâng cứ ọt vay phá xàm đại xì nụ đôi khi này chẳng phụ nâng cứ cầm tài mũi đôi tạc nì rê bò phổn mà chẳng chăm nâng đặt clip chun bò phổn sẽ đập mà nhâm xong bấm bài camera tịch mà căn nhà của Phật giáo Sa Na tại xua bị thua với bậc con Abdul đi hai con là xua tập việc bận lắm các con giờ bị việc bận lắm mình đang đã xây thế hào tập bận các vô lấy từ chuẩn bận anh ấy đã chịu phải nhà bị bắt được cả lại bà lấy bao nhiêu cái nào chẳng thua bài tí của ai dương sao màu clay na bà sao màu clay na kiếm chẳng xua đời sẵn khép bà chỉ bọn ní dương miên cả nạc bạc để pi để thông thông ai nâng bọc chân áo bàn bà cả nạc bạc dị chút hay nâng cả nạc bạc sẵn cổ chiết là lấy cả nạc bạc sẵn cổ chiết nâng vì con ta chia rửa lý đại xa cả nạc bạc dị chút nâng chỉ nẹp đạch đòi đạch nâng đạch xây hạ mà đi nâng cực chọc lại của họ đài
ឥឡូវបងអៀកំត្រែងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អត់មានក្នុងគណៈបកណាដែរតើយើងចង់ជួយជាតិអានតែខ្ញុំនិយាយចង់តើយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនោះព្រោះតែខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅស្រុកក្រៅហើយខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែលជួបកង្វល់ដែលខកខើសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងដោយសារគណៈបកប្រជាជនហើយអនិកជនយួនហើយនឹងចិនហ្នឹងកំពុងរស់នៅចូលមកនៅក្រៅទាំងកំពុងសោមពោពេញគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយសមាគមយួនហ្នឹងវាមានទាំង20ខេត្តទៅហើយបងដឹងច្បាស់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគណៈគេនឹងកាត់ក្បាលចោលឆ្នាំ2017និង2016ឥឡូវយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាថាពេលវេលាវានៅសល់ខ្លីណាស់តែយើងអាចរស់បានអត់ជួយប្រទេសជាតិរបស់យើងឬយើងចាំរស់សត្រូវយកតែសត្រូវណាដែលយើងថាដឹងថាណាជាសត្រូវហើយមិត្តនឹងរងចាំតែដើររស់អញ្ចឹងថាពេលណាទៅដែលយើងអាចជួយសង្គ្រោះជាតិយើងបានមុននឹងប្រទេសយើងអាលីយសំខាន់បំផុតខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរគ្រប់ទាំងប្រទេសទាំងពិភពលោកនឹងអាចរួបរួមគ្នាជួយមាតុភូមិយើងបានអត់ហើយយើងកុំទម្លាក់កំហុសទៅមួយមួយអារឿងអតីតកាលវាខុសហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ថាការបកស្រាយរបស់បងនឹងវាត្រូវហើយចំណុចទាំងអស់នោះវាត្រូវហើយអ្នកដែលគេតាមត្រួតបងត្រូវអ្នកដែលគេមិនតាមត្រួតបងគេថាវាខុសប៉ុន្តែយើងសួរថាពីឥឡូវទៅតែយើងអាចជួយប្រទេសយើងឲ្យផុតបានអត់ពីក្រោមចិនហើយនឹងយួននឹងហើយបងអត់និយាយពីរឿងហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនសែនសប្ដងនេះគាត់ជាមនុស្សស្រឡាញ់អំណាចបាទគាត់សង្ឃឹមណាស់គាត់កំពុងស្រឡាញ់អំណាចខ្លាំងព្រោះគាត់លើកកូនចៅគាត់ឡើងអស់ហើយហើយពួកអាយអាដាមមួយចំនួនពួកពាក្យផ្កាយមួយចំនួនហ្នឹងបើសិនប្រទេសខ្មែរមិនបានផ្លាស់ប្ដូរនៅឆ្នាំ2018ឬក៏មិនដូចទេគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគឺសិទ្ធិអំណាចនៅលើគាត់ហើយហើយអាអ្នកចាស់ចាស់មុនហ្នឹងគាត់ថាបាននិយាយពេញពេញឯងចំណុចគាត់ថានិយាយតែមិនដដែលដដែលឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងទៅពីហ៊ុនសែនផងបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែជិះបងឯងនិយាយអាចំណុចមួយឲ្យបងឯងចង់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនខ្ញុំមិនដឹងទេពីហើយតែខ្ញុំចង់ជាបងឯងទៀតហ៎សំខាន់នៅពតបងឯងដើរទៅលើការបោះឆ្នោតសំណួរខ្ញុំសួរមកម៉ាត់ទេខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ផងឲ្យបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតសំណួរបងឯងដូចថាចង់តែបដូរតែយូរណាស់បងឯងបដូរអត់សំខាន់នៅពតតែសំណួរខ្ញុំសួរមកម៉ាត់ទេបងឯងចង់តែការបោះឆ្នោតបើមិនជាបោះឆ្នោតបានជោគជ័យហើយយូរមានបើ plan តែបងឯងយកអីមកដោះស្រាយបងឯងទៅដោះស្រាយចម្លើយនឹងសិនខ្ញុំចង់ប្រាប់ជាបងយើងមកមើលឃើញសកម្មភាពហ្នឹងបងយួនមិនឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំចង់សួរបងឯងវិញបើថាយួនហ្នឹងវាមិនឲ្យដូរបើដឹងយើងដឹងថាយួនហ្នឹងវាចង់បានប្រទេសរបស់យើងហើយវាមិនខ្លាចស្លាប់ចុះប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសនោះប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសតែយើងសុខចិត្តឲ្យយួនហ្នឹងសម្លាប់ហើយយើងមិនការពារទឹកដីខ្លួនឯងផងបាទខ្ញុំសូមស្លេះតំណែងបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តិចបាទបងប្អូនបានឮហើយគឺថាណាដូចខ្ញុំនិយាយមុនដំបូងគឺវាលខ្មិនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគាត់អត់នៅប៉ណាទេហើយសួរថាបើអត់នៅប៉ណាទេជួយប្រទេសខ្មែរមិនកើតជួយដោយវិធីណាបាទហើយឥឡូវអៀកំស្រេងនិយាយថាឈ្នះមិនកើតបើឈ្នះដោយបោះឆ្នោតយួនវានឹងប្លន់បាទសូមបងប្អូនត្រេះរិះពិចារណាកន្លែងហ្នឹងឥឡូវឲ្យដោះស្រាយមិនហ្នឹងបងប្អូនបើមិនបោះឆ្នោតយួនដល់បើបោះឆ្នោតឈ្នះយួនវានឹងប្លន់ខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនយួនវាមិនអាចចេញមុខមកប្លន់ទាំងស្រោះទេព្រោះអន្តរជាតិគេបង្កើតសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1991នឹងច្បាស់ណាស់ហើយគេបញ្ជាឲ្យយួននឹងដកទ័ពចេញពីប្រទេសខ្មែរអត់ណាទោះបីតែយួនបង្កប់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏ដោយក៏វាមិនអាចប្លន់អំណាចពីមានមិនអាចប្លន់អំណាចពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះយ៉ាងច្រើនណាស់វាមិនធ្វើតាមយើងបានដឹកនាំប្រទេសតែវាមិនធ្វើតាមអានោះខ្ញុំគាត់នៅនិយាយការពិតនិយាយដោយខ្ញុំមើលឃើញបើវាមិនធ្វើតាមយើងអាចបដូរដកម្ដងមួយបានតែណាគាត់ថាចំណាយពេលយូរបន្តិចតែបើមិនបោះឆ្នោតមានន័យថាចាញ់រហូតបាទគឺចាញ់រហូតបើមិនបោះឆ្នោតទេគឺចាញ់រហូតតែយើងមិនបានចូលបោះឆ្នោតមានន័យថាយើងចាញ់ព្រោះយើងអត់មាននៅក្នុងឆោក្នុងជួរឆ្នោតណាអញ្ចឹងថាអ៊ីកំស្រីនិយាយមកគឺតែនិយាយបំផន់ស្មារតីប្រជាជនបាទហើយឥឡូវបើមិនអោយបោះឆ្នោតទេសួរថាអ៊ីកំស្រីធ្វើរបៀបម៉េចចង់កាន់អាវុធទៅច្បាំងយួនឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅច្បាំងយួនទៅច្បាំងកន្លែងតាណាក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតើមានឃើញយួនពាក់សម្លៀកពាក់ឯកសារយួនទេ
តើមានឃើញយួនកាន់អាវុធពាក់មួកប្រឡោះកោះទេតើច្បាំងយួនអូយួនណាបើយួនវាបន្លំចូលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទៅហើយបាទតើច្បាំងវាទៅណាអញ្ចឹងបានថាអ្នកនិយាយនេះគឺនិយាយបំផន់មានតែការបោះឆ្នោតទេបោះឆ្នោតហើយដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបដូរម្ដងតិចម្ដងតិចយួនមិនអាចប្លន់បានទេបើប្លន់អន្តរជាតិនឹងចាត់វិធានការបងប្អូនពួកគេណាគេបង្កើតសន្ធិសញ្ញា1991មកហើយអារឿងប្លន់ឆ្នាំ1997នឹងរដ្ឋប្រហារ97នឹងគឺវារឿងខុសគ្នាណាគឺរឿងខុសគ្នាមិនមែនយួនប្លន់ទេគឺគេធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺខាងគណៈបកប្រជាជនធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងហ្វុនស៊ិនប៉ិចហើយអារឿងធ្វើរដ្ឋប្រហារនឹងមិនមានន័យថារដ្ឋប្រហារនឹងបានជោគជ័យទេក្នុងឆាកនយោបាយបើមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នាចរចាថ្មីរដ្ឋប្រហារនឹងអត់បានជោគអត់បានជោគជ័យទេតែក្រោយមកមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅបានលោកហ៊ុនសែននឹងក៏កាន់អំណាចដែរបាទដោយសារការចរចាគ្នាក្រោយមកទេអញ្ចឹងទៅយល់ផងបាទអ្នកនិយាយថាប្លន់ប្លន់វាខុសគ្នាណាពេលឥឡូវនេះហើយមួយទៀតគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចជំនាន់នឹងគឺអត់សូវមានប្រិយភាពខ្លាំងប្រមាណទេបាទណាបើថាដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាកមើលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសាកធ្វើខូបមើលរឿងធំឥឡូវប្រជាជនទាំងប្រទេសបះបោពេញឥឡូវណាប្រជាជនគេចាំឲ្យឃើញឈ្នះសិនទេបងប្អូនតែឈ្នះហើយគេគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងតែអ្នកណាហ៊ានធ្វើរដ្ឋប្រហារគេនឹងផ្ទុះពេញប្រទេសហើយបងប្អូនបាទពួកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលឈ្នះឆ្នោតមិនដែលកាន់អំណាចណាយើងនិយាយថា technicality ណាដោយគេហៅថាដោយស្របច្បាប់ដែលចេញទូលេខស្របច្បាប់នោះណាគឺថាសង្គ្រោះជាតិមិនដែលកាន់អំណាចជាជនចង់ឲ្យសង្គ្រោះជាតិកាន់អំណាចតែបើបានសង្គ្រោះជាតិកាន់អំណាចប្រជាជននឹងអបអរសាទរពេញប្រទេសហើយបងប្អូនអ្នកណាចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារក៏ពិបាកដែរបាទសូម្បីក្នុងជួរទាហានគេបន់ឲ្យតែសង្គ្រោះជាតិឈ្នះតែណាគាត់ថាពេលឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគាត់មានអំណាចអញ្ចឹងគេមិនហ៊ានតន់ធ្វើអីគេចាំឱកាសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាក់បន្តទៅទៀតបងប្អូនញុំទៅតាមប្រទេសអីគេបងឯងទៅយូរមិនចាំមកលេងមកលេងសិនយើងការពារប្រទេសរបស់យើងយើងសុខចិត្តឲ្យពួកវាសម្លាប់វាយ៉ាងម៉េចនិយាយច្បាស់ច្បាស់ខ្ញុំបណ្ដាលដូចយើងឡើងកាត់តែយើងឥឡូវសូមស្លេសកន្លែងតនេះតិចពួកខ្ញុំភ្លេចកន្លែងតហ្នឹងសូមជម្រាបថាលោកសកៀលគាត់ចង់ឲ្យប្រជាជនណាគាត់បាននិយាយថាចង់ឲ្យប្រជាជននឹងដូចមានន័យថាងើបឈរតស៊ូបាទតែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុម៉េចគាត់ប្រឆាំងនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទអានសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាឲ្យបើគាត់បានមើលឃ្លីបនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ពិចារណាចំណុចនឹងបន្តិចគាត់និយាយនឹងចង់ឲ្យប្រជាជនងើបតស៊ូប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតែគាត់ប្រឆាំងចលនាសង្គ្រោះជាតិអាកន្លែងនឹងខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ពិចារណាឡើងវិញបាទយ៉ាងណាឡើងម្ដងមកកាន់ឡើងម្ដងមកកាន់តែជាមួយពូនឯងនិយាយជួបគាត់ពីពីតែពូនឯងនិយាយធ្វើម៉េចក៏ដោយអីបោះឆ្នោតឲ្យជាសិនណានេះជាគោលបំណងពូនឯងចង់បានណាហៅថាបោះឆ្នោតឲ្យជាសិនកុំខ្វល់ទាំងអស់គិតពីរឿងបោះឆ្នោតឲ្យជាសិនណាវាបាត់ខ្វាយយើងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានថាអ្នកល្ងងធ្វើចេះបាទណាខ្ញុំហៅថាអ្នកល្ងងធ្វើចេះចុះតែប៉ាងឡានហ្នឹងគឺយួនណាបាទចេញមកបន្លំបន្លំមតិពេលណាសង្គ្រោះជាតិឈ្នះសិនខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបើឧទាហរណ៍ថាសង្គ្រោះជាតិឈ្នះហើយមានរដ្ឋប្រហារពេលដែលយើងឈ្នះដោយស្របច្បាប់មានការទទួលស្គាល់តាមសិលឹកឆ្នោតហើយបើឧបមាថាគណៈបកប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលដែលមានអំណាចណាធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅច្បាប់ក្រៅប្រទេសណាមានន័យថាគេប្លន់យករដ្ឋាភិបាលតែយើងអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសមានន័យថាយើងคล้ายទៅជាដឹកនាំប្រទេសជាតិនៅក្នុងក្រៅស្រុកខ្មែរណាមានន័យថាអន្តរជាតិគេគ្រប់គ្រងយើងគេអត់ស្គាល់ទេរដ្ឋាភិបាលដែលប្លន់អំណាចនោះគេស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកណា
รถทับพิบาลกลางสกไอต้องกุยเนื้อเก่าไอเนื้อขนมองกาสาบิจิตหุ่นเซนนะนั่นเนี่ยกันนายโดนรถทับบาลทำไมได้ถอยคุบนึกอัดมีนเนี่ยตีเตี้ยองกาสาบิจิตกิเลนเอากุยเก่าไอเนื้อองกาสาบิจิตนั่งจำนวนตีมวยจำนวนตีปีบางกิพลันโยกอำนาจจังรถทับพิบาลกลางสกไอมังกาตอบนะมังกาตอบตามจีแดนองกาสับจีจิตเกี่ยงความตรงเป็นตรงหึงเกี่ยงดอลวุฒิดอลกาหัดนะบ่งหัดบ่งรินฟักเฟินดับใบชกบังโยกอำนาจมาวิ่งเกี่ยงช่วยไว้ไว้ต่างอ่ะเกี่ยงอดมีปะได้ใส่ที่เตี้ยเต้บ่งผลปุ๊บบุรุษเนี่ยกันนักปะสังครูจิตชนะชนะเอาโดยสลับฉบับเกี่ยงอดมีปะได้ใส่เกี่ยงอดมีเปียตันในไอโจจ่อใจวิ่งเตี้ยเลยเกี่ยงอดมีห้าวอ้อยสังครูจิตแต่จ่อใจจะมุ้ยกันนักปะจีชวนในเตี้ยเต้เนี่ยเกี่ยงความโตได้ประดับอาวุธอาจจะน้อยนั่งให้แต่ทางปู่เนี่ยเนี่ยหลงงงนั่งอัดดังเนี่ยหลงงงอัดดังแจ้ตาเบอร์สังครูจิตชนะเฮ้ยเกี่ยงพลันยมนายกันได้ทั้งแต่ยังอัดดังทางยังอัดดังทับตัวเกี่ยงพลันก็ได้นะแต่ยังมีนเปรียบเชียงเอาแต่บานจบชนะสาพลันสาเมื่อโดยเฉพาะยิ่งสาพลันสาเมื่อมานั่งมีนเรื่องทมมาพอได้จองเอาเชียร์สินสมนุ่งยืนสู้ถ่าตายยืนจะเอาพอได้ชนะอ่อนบ่เส้นจีบพอได้คิดแต่ปีเรื่องบ่เช่าปูนายจะอังเงาเลยด้วยปีปอนตาผมใบบ่บ่มันเชียร์เสียยังจับไปปูนายจับอยู่ไว้ปูนายจับอยู่ไว้จับตามไปกาบุ้งเปล่าตามไปกาบุ้งใบเนาะปูนายจับนู่นแต่ปูนายได้มันดึงมันคลาปีปอนตาผมใบอ่ะปีปอนมาไปผมใบนะมันจับปีปอนปีปอนมาไปใบหันปีปอนมาไปผมใบนั่นแต่ยูเจาะอาณาบอยก็ได้เนื้อแต่ยูเจาะโดยเช่นจุ่มมาเป็นยูปรับโอนายเป็นยูยูนยูออกหายตึกใดยูนกุบกลัวหายกุบสถาบันโดยเช่นโอนายกับยูปีนึงเนี่ยขยำอัดตอนยูปรอมนั่งมองมองถึงอัดเต็มอะไรอะไรอะไรเจ๊อะไรโอนายอะไรเจ๊ดาราหน้าเด็กชายนั่งนั่งเราก็มีชีวิตให้ดาราหน้าเด็กชายอะไรเจ๊ต้องมีชีวิตตึกใดไม่อมีบัดมองไงคือท่าเกี่ยจังบ้านประเทศบ่อยยื่นเกี่ยอัดคลายสลับให้ไอ้ยื่นต่างออกนี่ก็ในกาเปียประเทศบ่อยยื่นมวยต่างมูลยื่นคลายสลับมาโจดาจะนั่งจะน้อยนั่งเตี้ยบ่ะจังเชื่อมจังเอาลูกสกิลนั่งกดปิจารณาแรงวิ่งกดมันจังเอาขมายคลายสลับติดต่อสูงจังจังเอากดนั่งนะปิจารณาเรื่องจอลนาสังกุจิตก็เอาเจนมาไวปะฮาจอลนาสังกุจิตวิ่งไอ้กรมอ้อยแจ้ท่าจอลนาสังครูจิตนุ่งนอมขมายถึงงบนอมขมายถึงจอบกุกนะกรมอ้อยวิจวนจึงกลุ่นไอ้นะจวนสมใดกลุ่นไอ้มาให้อะเรื่องนี่ยัยทายุนยุกขมายปิงอ้อยนั่งคือจีนปีปิ๊กนี่ยัยบุ๋มบะตึกจัดไปจีจนขมายเลยมาได้ทายุยุนกันกัดสกขมายปิงอ้อยนั่งคือกาในยัยบุ๋มบะตึกจัดเลยขยมยุลสอบทายุนวิจวนปิงสกขมายโจ้ขนมสถาบันปัตย์มันมีในทวีโยยิงอ้าหายยิงเงือบมันหุ่ยเต้นะเชื่อมความโตเปี่ยโลกสกิลหุ่ยตั้งก่อนยี่ท่าเอาจากขมายน้องมีนจุบิดขมายต่อสู้วิโยมบ้านหลังไรนั่นตรายวิยุนมันเหม็นกันกับขมายปิงแต่เมืองได้ยิงมาเงือบรูดมาได้วิโจ้ปิงเหม็นปัตย์ก็เอาอย่างยี่ท่ายุนยกอ้าหายอันนั้นคือจีการในยี่บ่มบักถึงจัดจีจนขมายเอาเกี่ยวอ่ะเอาชุบต่อสู้มาตามสนายถึงอ๋อนั่งชั่วถึงอ๋อนั่งชั่วกระปั้นที่ตัวนึงมาได้ตาให้ได้กูมันกาเปียตะใบครุ่นไอ้ดำใบกูนชายจำนวนกระเอาพองตึ้งโอ้นายมียี่จ้องยี่ร้อยมาตาตาเนยตาอัดยูธาผู้นั้นก็ตะปราปีจังหายกาเปียยมชั่วธาน้องสมัยใบชนะผมใบใครผมใบไงผู้นั้นเนี่ยน่าสำลักขมายเนยตะขมายสำลักขมายหายผู้นั้นเบื่อขึ้นกับนักปราปีจุนอาไว้ได้ปูนปูรัวขมังสีรุ่งเต็งขนมอาไว้ได้ปูนปูเป็นเจียยังเป็นปกติเนื้อน้ำมืดเนื้อน้ำสตรีนะเนื้อเฟ่ได้ชนะมาพร้อมมูลจัดสมบูรณ์ไงตีปีสูได้เรียบจำกับน้ำเต่าไปจะยุ่นวิ่งเฟ่ได้ไปยุ่นนะปูนปูปัดเต่าออลิมโดยสายเนื้อน้ารถตื้อขังการนั่งจิปะสมบูรณ์ผู้ยุ่นหยิบมิงเนื้อน้ารถมาตื้อขังการแล้วขังไรเนื้อนั่งกับปูปูอ่ะพอจังอ่ะ
Này con ấy tới rùm rùm chứ mùi sẽ tới mà xâm lạc chết. Này bằng cách bàn bằng phơi mạc ra. Sẽ cầm một phiếp này vô bay mà tôi nâng xin phí mà phê bây tờ la cao mùi. Bắt mà phê bây tờ la cao mùi chết. Tôi xa ấy tờ xa sạch trời. Hát con ấy như vậy thà. Cua ta dương rút nìa. Kê rùm tăng phí ta ở màu. Tại cầm lăng chết với tỉnh. Vì xu sạch trời. Cầm lăng sạch trời với thùng. Màu phí ấy. Màu phí dương mình tăng thà nam bất tình sạch trời. Hai dương xua ta phù ở nâng á. Vì kết cụ thế. Sọc ngay đi phô này tờ mơ kê hào ta phật tế khám ai dương sọc ngay nè. Rất là thập tay phiếp tại chung chế. À thay mà nạ nâng á. Vì đạ phật tế khám ai dương chỉ rất là thập tay phiếp rồi ta hơi. Tại sao mà con bảo mẹ con mà nẹ tao bảo. À phải mà nạ nó chìa một con mà nẹ tao. Vì mẹ chìa nẹ cháy. Mẹ cháy mình cháy vì chìa một con mùi. Còn bần tay sẽ cầm một phiếp luôn. Tại dương mơ vinh. Chnam mà phô bằng bố rôi chết sắp bằng buôn. Nó mà tôi là chnam cao mùi. Khi hào ta rớt Campuchia. Dùn mà mình chết pháp ta phải thấy cái mai dương cư chỉ rớt Campuchia. Mình mến cái hào thế nè. Cái đạn này dùng này phạ cái phần nào phần này nè. Cái hào rớt Campuchia nè. Nhưng xuống phố này phải thấy nè nè. Bởi rớt Campuchia. Bà này đã kinh dùng phải thấy cái mai dương chi chẳng công rớt. Rồi bọn dùn rồi ta hơi chạm chân buồn. Nhưng ai đã biết cho là to xu. Là biết trái phía kỳ. Thế sẽ cam phép nhiều vầy. Vầy phụ ạ. À chào dùn nữa ạ. Ôi dịp phê mà mạnh. Buồn từ đọc chạm từng đọc bàn. Mà phê bây từ là cao mùi. À lâu nè. Dây phi nâng tích bà. Cứ bàn là ní cứ thá thọp thư tài hiên nào chỉ đàn. Và tam nhóm lứ cứ thá. Tài hiên nâng tài hiên đánh đo tiết à. Tài hiên trao tiết à. Mình mến mê tài hiên cứ côn tài hiên tiết mà. Khi trong bằng chi ơi thật phơ rương đánh đo cứ bàn làng nâng mà. Cứ bàn làng nâng. Mà. À lâu khi con đang này dây à rương. Nó bị trao bằng cánh thà rốt Campuchia. Khi nhóm bắt đài lưu. Mà. Khi nhóm bắt đài lưu. Vô khăn ông sập hô của vọt xác hào thà bật tế Campuchia. Chia miền nịt. Tu hợp tập bật tế Campuchia. Chia miền nịt. Campuchia nâng chư. Tranh mọc về xa cùng mình đi. Cả đó có nâu chìa khăn ông lẹ khăn nạp bật tế này. Mà mình. Khi nhóm bắt đài lưu rốt Campuchia đây mà. Lực lên tại khi nhóm bắt đăng ca bật bật tế. Khi nhóm bắt đài lưu mà. À lâu nè. Nhóm trong xa tâm múc bọn tích tiết và hát chất đó là vừa cả lại chúng nói xâm khăn nhóm trong ôi bọn ôn lư mà tại bê cho mũi kia nhóm xua đây bọn văn nà mà nhóm xong mơ là comment bọn tích mà sở kia quát bàn chưa bia đê rì chan rồi bọt chêm sốc từ lư lô xa mô xì mà tăng bi quát xoá chêm sốc quát nè Squall James sắp móc cà rộp an tùm nẹ tùm nông mất phiếp chữ viên khiêm quát trọng bàn đạch mà. Cả lực môn khiêm nâng quát nâng cư miên tùm nẹ tùm nông chất sân hật mà. Nè dây lên, nè dây cháu khía mà nẹ tha cha ra cách dùn cháu ta huynh tùm máu khót nên cả khăn này. Vô dương dô chất khía đăng tha dương dây lên. Tại tăng pi từ trâu khía cho môi James sắp máu nè dây lên quát khăn khiêm mà nói mà. Chẳng tùm nẹ tùm nông cao mà buộc nhóm đăng mà nước chêm sóc nhóm mấy chêm ọt bình chất đó bọn bọn. Tại quạt khơn chêm sóc quạt cửa rúp. Tha chêm sóc nẹ chạy đằng. Cửa rúp y gom sinh đai mà nút pra bị ạ sổ rú. Mà bà tế Campuchia nâng. Để y gom sinh nâng cứ thầm mà nút piêu chiên kê mà. Anh ấy chêm xong nì dây ca bất cứ piêu chiên. Bộ nẹ quam trô cả nạp bạp dì chôn mà chân nguồn thiệt mà. Cứ ha xong đây mà cứ xong đây piêu mà bọn bọn. Mà nếu bà nếu bà sân chia nấu không chua không ai có hò mới mà đăng chỉ rằng mày thì bà nấu không chua cái nạp bạp chi chuôn mà đăng phải chi chuôn rằng mày thì mà là mấy tiếng mà nơi phải tới Campuchia làm một mình tay bị đánh bị rớt Campuchia tầm nạ ca thì mới cầm tay trao rớt Campuchia à lấy nè chỗ đó tầm nạ ca rớt Campuchia tầm nạ ca thì bị tầm nạ ca thì bị nữa tới lơ mi cháu không bắt chết nè mi mình nói với chị vì tập đăng ông ca sản thì chết mình tập đăng vì riêng mi cháu sản phẩm mình lấy hôn chị mình đi vì tập đăng ông ca sản thì chết ao kê đó vì riêng sẽ tập cách mày đó là bằng ao kê đó sẽ tập cách mày chưa tới riêng riêng ra phải chia phần mày dừng
pưng phải tới lư với sai chân đạp phần cặp đi đó là phê dương tập đăng á tập bắt hôn sai hôn sai là chứng khoán gì cùng hôn miền miền pi rối đâu về chứng khoán gì riêng hôn sai về thơ mấy cửa ca pi tại ông nai biết đấy tại à vây đây chứng chậm à vây đây bị rung tung với tiền cam mà có cam cam đi à lớn nè chỉ là mấy con thì vô bãi á đây nhà dương nè đây khu này mà tăng khu này chỉ nét này hạt kiệt tại dương cùng bông là sầm mặt kiệt khu này đòi miền ca chứng chậm để lười tập đăng ngon ca sạch kiệt hai đất nông lô dương miền tập pi đấy ca ra sợi ở cùng mình đi đó là dương tập đăng này càng sợi sợi ở đây chui em để khai bán này miền tập tự ấy miền tây cầm riêng bật sợi tự cạnh đó là cầm riêng bật sợi tự cạnh đấy nè xua ta hôn sai như phay ấy hả xua ta hôn sai như phay ấy được miền bắc như phay thì nhầm prate ha anh nói chung tư ngày ấy đến thì dễ bị phay luôn hôn sai nó chưa qua đi vì vô tour này đi hôn sai tập bay đi tìm mua các sai bộ tìm pin support tìm bay chân dùng mỏ vừa chỉ qua đi nghe đây phải cam co cam can đi trong ngày này làm bay bất vì sai nhạc phần được không bong bồn lứa đó lứa cho bà nâng trạch chi ở bong bồn lứa cho bà yêu cầm sren bản tố mẹ niên cam mà nô chia đẹp đăng on trạch chiết ỏi đặt tuần là cam lưu bởi tay cam chia đầu mình khơi nhé anh ấy cầm buông đã đai chôn không lâu đã hôn san cầm buông đã đai đôi khi ông dây môn nâng bật tay chân ở quay đây yêu công sinh phơi cứ đôi khi nên ông hôn san chân mà tao bản tô này nên Campuchia nè có bạt chia từ mình đăng nát để đăng on trại chiết ở đại sự việt sọc mày hai này dây tha bờ on trại chiết đại sự việt sọc mày nên cứ tha ở miền bắc thì cái gì ta đó hôn sai thế bắc thì cái đó chỉ chôn với này anh ấy trong bản tô cả nạ bạn sang cứ chiết nên chiết nè tổng với phơi khóc mà nó bao bồn chân yêu công sai nít chục ba năm mà hơi này dây tha hôn sai đăng tập bị cắt sai bô từ tua cầm học miên này tha hôn sai nó đăng cho lấy thế quạt trắng nó này dây tha nó nhẹ từ tua khâu tao cứ prema sát đó sầm đại đại xe hạ mà ni nữa nó để nhẹ miên mà nai nữa khơi thế bao bồn anh ấy cứ tha nó bay con chun đằng sòng bản tô sắt ta bản tô chun rồng cua cứ tha prema sát sắp ngay những đăng ấy giang mày ấy ăn miên nai trong đại thế thôi tam ta lục hôn sen chẳng bán nưng mà hai bản tô chôn rong cua đôi nhà niên Campuchia khơi chứ à bốc cho cốc đòi xa hay cả nạn ba sông chúa chết trâu rồng liên chẳng chết tập đăng an trại chết ở đặng kịp tuần là cam tôi lời dọc mai đồng bây giờ miền ca đồng nọ sai nhưng yên thấy mau bản tô ta chôn rong cua hãy tâm để cao tha nỉ dây bản thu bản thoi ao lục hôn sen đồng vinh tha lục hôn sen nưng đăng thứ tam ta chiết nè thật tu tổ miên đi thật tu tổ pí bề mặt sát chân khởi bản thu sanh phi oai hồn sanh mọc bản tố chuôn rồng cừu nấy cứ chia cha ra cái chuôn mà pang lang nấy cứ chụp bạc chỉ chuôn phơi cao chuôn bằng phồn khi ông này dây nấy cứ tha này dây bẩn chuôn lại bằng phồn chuôn buộc khi ông mưa tao khơi bằng phồn mà cho nuốt đâu chưa lơ yên cũng sảy khi ông mưa khơi khom mình yên cũng sảy này dây trâu na mà quan phi rồi trâu na khi ông khơi trong miền này chỉ chuôn tao ăn đâu na miền tao ăn xong mà chia sai mà cho nuốt tôi đâu được quan trầu yên cũng sảy chân trong này dây dùng đi cứ tham miên một non ao bằng phồn mà cho nuốt tôi nâng che cả ba chặt bị cha na ba cũng nứt cha na lang bình nó không ai quan tâm mà nung chân mà nhưng đáp biệt xong đây nhưng đăng cho bà và nó lơ cầu yên cũng sẽ đánh cư dùn và